Xin chào các bạn, hôm nay For Home xin được giới thiệu đến các bạn sản phẩm set 4 thau inox cao cấp WMF. Bộ sản phẩm bao gồm một thau đường kính 24cm, dung tích 2,75 lít, một thau đường kính 22cm, dung tích 2 lít, một thau đường kính 18cm, dung tích 1 lít, một thau đường kính 16cm, dung tích 0,75 lít. Set 4 thau đa năng tiện dụng, có thể sử dụng trong lò nướng nồi hấp, có thể đun trên bếp, kể cả bếp từ, không dùng trong lò vi sóng. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi For Home.